Ok, tiếp tục lại là công việc về móng cốc anh em nhá. Bây giờ mình sẽ xuống quay cho các bác về cái móng mà mình đã đào xong, xong là lát nữa thì mình sẽ thi công cái chỗ này, chia sẻ với mọi người nhá. Đây thì là một cái móng cốc rộng 1m2, sâu 1m. Cái móng này thì đã đào xong và đã sửa rồi. Còn cái ô bên này thì là cái móng này nó có một cái đường móng đá ở đây nên là phải đục người. Cái này thì lát nữa mình sẽ đi ra để mình hót này. Cái này thì là cũng sửa rồi này. Đây, cô đang sửa cái cốc ngoài cùng, cái tức là cái vế bên này nó toàn là đất thôi. Đấy, nó đã xong rồi nhá. Thì cái này thì lát nữa thì mình sẽ phóng ra ngoài để mình vét bớt cái này đi. Cái này thì nhặt cái kia thì người ta san ra thôi, ấy là vừa. Bây giờ mình sẽ đào cái bể phốt của cái móng bể phốt ở đây. Ở đây là một cái bể phốt thì sau này ở chỗ này nó lại còn có một cái móng cốc ở đây nữa cơ, nhưng mà mình đang lấy cái mặt bằng của cái đáy của cái bể phốt này. Bây giờ mình sẽ lên để thi công anh em nhé. Thế toàn bộ cái đất này thì mình sẽ vứt nó ra đằng sau đây để tích trữ ở đây để lúc sẽ quăng trả quả bóng sau. Do là cái bên dưới đấy, vườn chuối đây này là cái đất của nhà người khác, cho nên là người ta không muốn cho xuống đó. Đây thì là tạm thời mình móc như thế này để mình lấy cái đáy của cái móng ở phía bên trong này đã các bác nhá, xong rồi mình đào sâu cái kia sau nhá. Mình lấy gọi là cốt mặt bằng của cái đáy móng ở trong đã. Tạm thời cái đáy kia nó sẽ sâu khoảng này, sâu hơn này một chút thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ moi, cái bóng đá ra. Moi cái này thì nó vỡ ra này. Chỗ nào mà không moi được thì sẽ để bác ấy dùng máy bắn bê tông nó bắn. Còn nếu mà moi được thì mình sẽ moi bằng máy, xong rồi sau đó là xúc luôn đi. Đó thì cứ dồn hết về đây. Xong là lại hót nó đi thôi. Mặt bằng ấy của mình vẫn thiếu. Kia là cái cọc tim mép ngoài đây nha. Đá này có phải để nó gọn vào, thật ra mình đi lại nó dễ. Vào. Đất này thì là dạng như kiểu là người ta để cái rác rất nhiều, bẩn luôn. Đây, này nó vào bằng cái móng trong đây. Sâu 2 mét à? Sâu 2 mét anh em nhé. Thì bây giờ nó mới được chỉ được khoảng 1 mét thôi, còn 1 mét nữa cơ.
rất là đẹp luôn. 2m x 2m là thành mấy khối các bác? 2m chiều cao, 2m chiều rộng và 2m chiều sâu. 24 là 8 rồi. Là chắc là đến lúc người ta xây, người ta chỉ xây 1m8 thôi. Người ta chia ngăn ra. Nhưng mà nó cũng không thể, mình đào nó to, không thể người ta xây hết 2m đấy các bác. Có thể là nó lại còn, chỉ người ta dư ra 20 phân thì nó chỉ là 1m8 thôi. Bỏ bớt xuống vườn chuối này đi cho bác ở vườn chuối này nó tốt. Camera của mình quay vào cái thời tiết nóng này thì nó hay bị nóng máy các bác. Nếu như mà nó không gọi là mình cứ quay thôi mà nó chưa xong được thì rất mong anh em thông cảm nhé, bởi vì là video thông thường của mình thì mình không có cắt ghép gì đâu, mình cứ quay một lèo thôi. Trong cái quá trình mình làm thì mình sẽ chia sẻ với mọi người có những cái gì mà anh em hay mắc phải hay gặp phải thì mình sẽ đều chia sẻ với mọi người hết, mình không giấu cái gì cả. Anh em muốn làm cái góc bên này vuông thì anh em đứng làm sao cái máy của mình nó vừa tầm nhá, nó phải vừa tầm thì nó mới vuông được. Nếu anh em đứng gần quá thì nó sẽ không vuông được đâu, đứng xa quá thì với không tới, cái chân của nó sẽ bay ra. Còn đứng gần vừa phải gọi là đứng vừa tầm với của nó thì các bác làm nó sẽ được rất là vuông. Ví dụ như em đứng như này là ở trên như thế này là có thể là vuông lên đấy được. Nhìn ở đây thì góc độ mắt mình nhìn nó khác. Còn thực tế thì nó khác anh em nhé. Nhiều khi là anh em cứ đi làm mãi nó quen lên thì cảm giác cái mắt của mình nhìn nó sẽ khác luôn. Thành quen đấy quá, thành như kiểu thói quen đấy. Cái này nó rơi vào khoảng độ là đây được khoảng 1m7, 1m8 rồi. Này là bấm nước vô xuống chỗ này đây. Nó phải lở vào trong. Đất này nó là đất mượn như này. Không thể tin tưởng. Máy của mình hiện tại bây giờ nó đang bị vênh các bác ạ. Góc bên này là nó sẽ không được vuông. Nhưng mà mình sẽ chỉnh hết cỡ. Đây, nó là không được vuông này do là cái chỗ mình đứng này nó không vuông. Nó không đứng sát thì mình cũng mép bên kia được. Mà cái cần kỹ thuật của mình nó ngoẹo qua bên kia thì mình vẫn xử lý cái góc này cũng tương đối được. Nói chung là không đáng kể. Thank you.
Được chưa? Có bị hẹp không? Mình đứng như này thì mình sẽ vét vuông được những cái đoạn này nè. Cái này nó hơi cao, mình đồng với đi. Cho nó rộng ra một tí. Hả? À? Bao nhiêu ở trong góc này nó có được cái góc móng đá này nó lồi ra đây. Đấy, nó không vuông thì mình phải cho nó rộng ra bên đấy. Chiều đấy đủ cái gì? Bên này không cần nhỉ, vào trong nữa gì? Vào trong có thiếu nhiều không?
sẽ bắn máy vuông lại. Đúng như thế này thì sẽ không đủ được cái chiều ấy của nó. Đúng như thế này thì mình sẽ xưởng hết hai góc luôn. Và còn xuống sâu 20 phân nữa thôi. Thì nó vẫn phải làm sâu thế. Ta biết được. Bây giờ nó dẫn nước có đâu mà. Chắc nó để cho cái ống nước đi ở bên dưới rầm mà. Đây là vét vuông anh em nhá. Đánh sâu đủ 20 phân vét vuông. Tiện thì sẽ mua luôn cái đất chỗ này đi. Nó xuống luôn nè. Hắn ra kia thì sẽ sửa sau nó là vừa. Lúc này lúc nó phải rơi xuống là vừa. Như này là cái sạch. Thì 17 phút thì mình nghĩ là máy của mình nó sẽ quay được khoảng 25 phút thì nó sẽ quay được hết cái này rồi em nhé. Cố gắng làm nhanh để cho nó hết, cho nó xong được cái này rồi thì là tốt nhất. Trước móng nhà mà sao nó nhiều rác thế nhỉ? Bây giờ mình sẽ vét sạch nhá. Thank you.
này anh em nhé. Bằng nữa là nó sẽ tương đối anh em nhé. Đây, nhìn thấy chưa? Có thể là nó không vuông được hẳn 100%, nhưng mà qua lát nữa sẽ có phô xuống có đo đạc sửa những cái đoạn góc gầu cũng như là đoạn khuyết ấy. Nếu không múc được hết thì sẽ có người, các bác có cô ấy sẽ sửa qua cho. Còn bao nhiêu thì sau này cu sẽ xuống cốt san nó nốt. Nếu mà để vuông thì những cái góc kia là nó chưa vuông đó, cho nên cái này thì sửa tay qua thì nó sẽ vuông ra. Ok nhá. Đấy, tầm này là ok rồi. Tôi chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người video sau nhá.